Xin chào tất cả mọi người yêu MotoGP. Mình là sĩ, mình là chủ nhân của kênh I Love MotoGP. Thì hôm nay mình làm cái clip này, video này để gửi tới mọi người là sắp tới mình sẽ xóa hầu như là toàn bộ các video mà mình đã làm. Mình đã đăng trên YouTube khoảng hơn 6 tháng này. Thì hiện tại kênh của mình thì được rất nhiều bạn ủng hộ. Đến tới thời điểm bây giờ là có khoảng gần 47.000 người đăng ký. Thì lần này mình xóa video thì cũng rất xin lỗi đến những cái fan hâm mộ cũng như là những mọi người đã tin tưởng mình thời gian qua. Tuy nhiên là những cái video của mình, lý do mà mình gỡ xuống là như sau. Thì theo cuộc chơi của YouTube là đã không công nhận những cái video của mình là hợp lệ sau cuộc chơi của họ. Cho nên nha, mình buộc phải xóa. Đây là một cái điều mà mình suy nghĩ khoảng rất lâu mới đưa ra quyết định này. Thì những video của mình là những video thuộc dạng highlight cũng như là những cái pha vượt mặt về lịch sử của nhiều tay đua Rossi, Marquez, Lorenzo và v.v. Tuy nhiên không hiểu sao thì theo chính sách của YouTube thì họ cho rằng đó là vi phạm cuộc chơi của họ, cho nên họ đã tắt kiếm tiền cũng như là có những cái email gửi đến thông báo là không đúng với cuộc chơi của họ, phạm vi phạm bộ luật cuộc chơi của họ. Thì đó là dẫn đến quyết định của mình sẽ xóa những video mà mình đã đăng tải trong 6 tháng vừa qua. Những video đó cũng rất nhiều bạn xem và ủng hộ. Bằng chứng là có hầu như là video nào cũng trên 90% lượt like, lượt thích. Thì tuy nhiên các bạn, mình sẽ tiếp tục, mình sẽ không rời bỏ cái cuộc chơi. Mình sẽ tiếp tục đăng tải lại các video, nhưng mà ở dưới dạng là phân tích bình luận. Chỉ có mình sẽ trực tiếp, mình là người trực tiếp phân tích bình luận. Mình sẽ dịch ra hai thứ tiếng. Mình nói tiếng Việt là không nói, mình dịch ra thứ tiếng. Thứ nhất là tiếng Indonesia. Tại vì cái tỷ lệ mà phần trăm mà người Indonesia là xem là cao nhất, nó chiếm độ khoảng hơn 30%. Cái tiếng thứ hai là tiếng Anh hay là tiếng Mỹ. Thì tiếng này là tiếng ngôn ngữ chung của nhân loại mình, cho nên người ta sẽ phiên dịch ra thứ tiếng. Tôi hy vọng sau video này gửi đến các bạn, thì nếu các bạn là những người đam mê MotoGP cũng như là các môn thể thao về tốc độ thì nhớ đăng ký kênh để cùng theo mình vượt qua những giai đoạn khó khăn để vươn tới những cái sở thích, những đam mê. Bên cạnh đó thì nếu mình sẽ cố gắng làm thêm các môn thể thao tốc độ nữa, đó là Formula One, là F1. Mình sẽ lồng ghép vào cây này luôn để cho nó mọi người có thể vừa xem MotoGP vừa xem F1 hoặc là một số môn thao tốc độ khác như là SBK rồi vân vân, Macau rồi vân. Nếu mà mình có thời gian đến rỗi mà nghiên cứu và tìm hiểu để mà đưa đăng tải lên cho các bạn cùng xem. Thì đó là những lời nhắn nhủ của mình. Mình sẽ xóa lần lần các video. Thì nếu các bạn thích thì không thích thì có thể qua kênh khác, có thể đăng ký kênh khác mình xem. Nếu các bạn thích thì có thể vẫn giữ nguyên kênh. Mình sẽ cố gắng đăng tải những nội dung mới nhất, hay nhất có thể để gửi đến các bạn. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, tốt lành.